Đây là bản tin dự báo thời tiết của báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đây chúng tôi xin cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Ở các tỉnh phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Các tỉnh khu vực miền Trung, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ C. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị ba cảnh báo quan trọng. Cảnh báo đầu tiên là về siêu bão Goni mạnh cấp 17 đang hoạt động ở gần Biển Đông. Mời các bạn theo dõi tình hình diễn biến của siêu bão này như trên màn hình. Theo đó, bão Goni từ một cơn bão bình thường ở Thái Bình Dương đã tăng cấp trở thành siêu bão Goni mạnh nhất thế giới trong năm 2020, đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Siêu bão Goni đang được xem là siêu bão mạnh nhất năm 2020, nhưng được dự báo là sẽ suy yếu khi đi qua khu vực Luzon, Philippines và tiến vào Biển Đông. Dự báo bão Goni sẽ suy yếu thêm khi di chuyển về phía Việt Nam do ảnh hưởng của gió trên cao và không khí khô. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến của siêu bão này trong các bản tin tiếp theo. Cảnh báo thứ hai là về tình hình mưa lớn ở Trung Bộ và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cùng ngập lụt sâu diện rộng. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên ở các tỉnh khu vực từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 250mm và rất có thể đến ngày 2 tháng 11 mới ngừng mưa. Do mưa liên tục như vậy nên cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa, đồng thời còn có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu diện rộng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và di dời đến những nơi an toàn hơn. Cuối cùng là cảnh báo về chỉ số tia UV cực đại. Hiện tại chỉ số tia UV cực đại ở các tỉnh khu vực Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sa, Đà Lạt, Pleiku, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hoàng Sa và Quảng Ninh đang ở nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Trong đó, chỉ số tia UV cực đại ở Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Sa ở mức báo động cực kỳ cao. Khuyến cáo là mọi người nên hạn chế ra ngoài vào buổi trưa và nếu có ra ngoài thì nhớ che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân trước tác hại của tia UV. Bản tin dự báo thời tiết trên cả nước đến đây là kết thúc. Bản tin được phát hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn và tv.tuổitrẻ.vn cùng các nền tảng khác của báo Tuổi Trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!